Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Nếu như bạn đang tìm một cái organ thiết kế hiện đại thích hợp cho người mới học đàn thì mình gợi ý chính là Kettman K250. Hôm nay hãy theo mình vào kho khám phá cái đàn này trong buổi chuẩn bị hàng để về với đại lý của công ty. Tìm đã có mặt tại kho. Trong số 50 cây đi lần này, một số cây đã ở showroom nên giờ các bạn sẽ qua kho để lấy thêm cho đúng số lượng. Sau đó sẽ tiến hành sắp xếp cẩn thận, đồng thời kiểm tra xem đàn đã đủ hay chưa. Đầu tiên, đàn sẽ được đội ngũ truyền tay nhau từng cây từ trên xuống. Các bạn thấy cây đàn này thế nào? Tiện lợi và dễ dàng mang bát đúng không? Tiếp đó, đàn sẽ được xếp gọn gàng và ngay ngắn. Nhìn K250 được xếp thành hàng thẳng tắp, các bạn có thấy choáng ngợp không nào? Bên trong là nơi kiểm tra và bảo dưỡng đàn piano cơ. Những cây piano cơ được kiểm tra từng chi tiết sản phẩm một cách hoàn thiện nhất trước khi đem đến người tiêu dùng. Đàn đã được mang xuống đầy đủ đến bước ghi seri đàn để tránh sai sót, cũng như biết được số lượng đàn sẽ đi trong đợt này. Khi nhân viên đang làm phiếu và kiểm tra đàn cẩn thận, cùng mình khám phá thêm về Kettman K250 nào. Đàn được thiết kế vô cùng chắc chắn, gọn nhẹ. Đàn có 61 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn khác nhau, 128 âm polyphony và 26 loại hợp âm harmony, tích hợp thêm cả big band giúp bạn chơi luyến lấy âm sắc. Ngoài ra, đàn còn có các chức năng quen thuộc như slip ghi bàn phím, dual trộn tiếng, metronome đếm nhịp, record thu âm lại bài nhạc, cùng với kết nối tai nghe và kết nối pedal. Đàn đi kèm 160 bài hát, 240 điệu nhạc đệm, 653 tiếng và thêm 10 điệu nhạc đệm cài thêm. Kết nối USB to hot cho phép truyền 2 chiều âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn có 2 loa với công suất 10W. Giờ đây, cùng mình mang đàn ra xe để các bạn shipper chất hàng và tiến hành ràng dây cẩn thận trước khi lên đường nào. Mời các bạn khám phá thêm về quà tặng và chế độ bảo hành tại nhà của Minh Phụng nhé. Khi mua đàn, các bạn sẽ được quà tặng là một chân đàn, bao đàn và một pedal. Chế độ bảo hành với K250 bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là video đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem tập hôm nay. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.